Em, mình là Kim Motul. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ không hướng dẫn anh em độ chế trên xe mà cũng không hướng dẫn anh em cái cách mà thức lắp trên xe. Thì ở cái clip hôm nay ấy, thì mình bày ra một số các cái sản phẩm bên mình đang bán rất là tốt cho các anh em trên thị trường toàn quốc. Đó thì hiện tại là bên mình sẽ nhận ship COD trên toàn quốc, giao hàng tận tay và thanh toán tại nhà. Đó, đấy là hình thức bán hàng bên mình. Thì hiện tại ở đây thì mình đã có một số các cái sản phẩm mà thường là anh em rất ưa chuộng hiện nay. Thì trước tiên này mình muốn giới thiệu với anh em, đây là sản phẩm bên mình là cục ổn định điện version 2. Ở những cái clip vừa rồi thì mình có test ở trên cái xe zin của mình. Thì mình có gắn thêm một cái vôn kế để mình test cho anh em đi thực tế ở trên đường. Đó, để sử dụng cái con ổn định điện version 2 này rất đơn giản, yêu cầu chỉ là xe zin, xe way. Nói chung là các loại xe trên thị trường hiện nay ở trên nước Việt Nam mình. Đó, thì cái xe mà mình hay làm clip đó là xe zin. Thì mình cũng khuyến cáo luôn là xe zin thì nó sẽ chia ra làm hai nhóm chính, đó là xe zin Việt, là xe Super Dream của Honda Việt Nam. Nó sẽ là cuốn 6. Thì dùng con này rất là ok nhé. Hoặc là những con Way Alpha. Way Alpha thì có những con Way đời 2 đèn, Way 3, 1 đèn đấy, sử dụng chân H4. Hoặc là những cái con Way 2 đèn sử dụng chân M5, sử dụng những cái con ổn định điện này rất là ok anh em nhé. Thì bên cạnh đó để sử dụng cái bộ ổn định điện này thì anh em có thể, một là anh em sẽ lắp cái bóng halogen như này cho mình cũng là rất là ok. Nhưng mà thường thì anh em lắp cái bộ ổn định điện này thì anh em sẽ hay hướng đến là bóng LED. Thì ở đây thì mình có một cái bóng LED chân H4. Đây là LED V8 anh em nhé. Ở đây nó có chữ V8 luôn này. Đó, thì nó cũng hơi khó nhìn, thì anh em có thể là nhìn ở trên máy quay này nó cũng hơi khó. Nhưng ở ngoài này nhìn rất là rõ, cái chữ V8 màu vàng rất là nổi luôn ở cái góc ở đây. Đó. Thì cái sản phẩm này bên mình thì mình sử dụng chung một cái thương hiệu thôi. Từ trước đến nay khi có những cái sản phẩm bên mình giao cho anh em ấy là mình chỉ sử dụng một thương hiệu. Đó. Thì ở đây mình có một cái bóng cũng là bóng LED V8 chân M5 anh em nhé. Đây là chân M5, còn đây là chân H4. Chân H4 thì cái chân nó rất là to. Đó, để anh em dễ phân biệt thì đây mình sẽ có hai cái sản phẩm ở đây. Đặc trưng ở đây là chân H4, nó sẽ là như thế này. Dành cho xe Way Alpha đời cũ hoặc xe Super Dream đầu dài đời mới bây giờ nó sẽ được dùng chân chuẩn H4 này. Còn những cái xe Way Alpha đời cũ hoặc là xe Super Dream hoặc xe Dream Thái sẽ là dùng chân M5 như thế này anh em nhé. Ok, thì đây là hai cái sản phẩm bên mình. Thì khi mình ship cho anh em ấy thì mình sẽ mod lại những cái chân này để cho nó phù hợp nhất với cái xe của các bạn. Đi ánh sáng sẽ tối ưu, gom đèn nhất. Còn thường là nhà sản xuất họ đưa ra thì họ sẽ chỉnh như thế nào đó cho nó chung với các loại xe. Thì cái ánh sáng nó sẽ không gom, không giọt như cái mình sẽ mod cho anh em. Đó, thì khi mình giao hàng cho anh em thì mình sẽ mod cho anh em ở đây. Thì khi anh em về chỉ việc lắp vào rất là ok. Đó, thì bên mình có thêm một cái sản phẩm nữa là anh em cũng rất là quan tâm, đó là cái bộ kích đèn ở đây. Thì mình đã khui sẵn cái túi ni lông nó rồi. Thì đây mình đã có một cái túi ni lông ở đây. Đó, thì ở trong này nó sẽ có cái tờ hướng dẫn cách đấu lắp và bảo hành và những cái khuyến cáo là không nên lắp vào loại xe gì. Thì anh em ở cái clip trước ấy thì mình đã chia sẻ với anh em rồi. Đó, thì đây là hình thức của cái cục kích đèn pha siêu sáng. Thì những cái anh em mà dùng những cái kích đèn pha siêu sáng này thì thường là những cái xe Way Alpha đời 2 đèn, hoặc là xe zin, hoặc là những anh em, hoặc là những cô chú bác là thích điện zin bản, ăn điện máy phát lên. Thì bên mình sẽ là cung cấp cho anh em những cái cục kích đèn như thế này. Đó, thì bên mình sẽ có những cái bóng pha halogen anh em nhé. Nó là bóng pha halogen, bóng hit siêu sáng halogen. Đó, thì cái sản phẩm này bên mình khi ship hàng cho anh em thì mình sẽ cũng mốt lại cái chân ở đây để cho nó phù hợp nhất với cái xe của các bạn. Thì những cái xe mà Way Alpha đời 2 đèn thì mình khuyến cáo anh em là nên lắp bóng là 18W nhé. Ở đây thì mình có cái bóng 18W. Còn đối với cái xe zin thì anh em có thể là lắp cái bóng 35W ở đây. Đó, rồi ok. Và mình cũng xin chia sẻ tiếp là vẫn là sử dụng một cái kích đèn ở đây. Thì mình có cái bóng chân chuẩn H4 siêu sáng. Thì cái bóng này mình xin chia sẻ thêm là khi anh em đặt hàng bên mình về lắp vào xe là ok luôn, không cần phải chế cháo gì cả.
cái đuôi này với lại cái đuôi ở trên xe giống y nhau luôn, cái bóng này cũng thế. Đó, thì anh em về chỉ việc gắn vào xe là ok. Còn nếu như anh em muốn tăng độ sáng lên hơn nữa thì anh em có thể dùng thêm cái cục kích này. Thì mình xin chia sẻ thêm là cái bóng này so với cái bóng zin ở trên xe, ánh sáng nó sẽ đưa ra vượt trội hơn cái bóng zin ở trên xe gấp 2 lần anh em nhé. Kể cả là cái bóng zin của cái xe mới luôn. Ví dụ xe Wenfa anh em mua về mà cái ánh sáng không đảm bảo, anh em có thể sử dụng cái bóng ở bên mình. Đó, nó sẽ cho hiệu quả ánh sáng gấp 2 lần. Đối với cái đường điện zin ở trên xe là anh em đi độ bền nó sẽ tương đương với lại cái bóng theo xe anh em nhé. Đó, mình xin khẳng định luôn một lần nữa, cái bóng này nó bền hay không, chính cái bóng này nó cũng không thể khẳng định được nó bền hay không. Nó bền được hay không là nhờ cái bộ điện, bộ nạp ở trên cái xe của các bạn đưa điện lên cái bóng đèn này nó chuẩn hay không. Nó chuẩn là ok, cái bóng này nó cũng không quyết định được cái độ bền của nó đâu nha anh em nhé. Cho nên là anh em cũng không cần phải thắc mắc là cái bóng này có bền hay không. Mình khẳng định luôn là rất bền. Đó, mình khẳng định luôn là rất là bền. Nó bền hay không nó phụ thuộc vào cái đường nạp ở trên xe các bạn đó, chứ cái bóng nó không quyết định được. Ok, đó là cái giải thích ở bên mình. Và cái bóng này là cực kỳ dễ lắp đặt, nó như cái bóng zin ở trên xe. Anh em chỉ việc tháo bóng zin ra, bỏ vô và cắm rắc vào là xong. Ok, đó. Và cái bóng chân M5 ở bên mình đây thì cũng thế. Khi anh em đặt hàng bên mình về ấy, thì chỉ cần bỏ vô cái pha là anh em gắn cái đuôi vào là xong, là chạy thôi, cũng không phải làm gì cả. Đó, thì mình xin chia sẻ thêm một cái vấn đề nữa là anh em cũng rất là hay hỏi với mình là cái con IC tăng áp ở đây. Thì con IC tăng áp này hiện tại bên mình cũng là đang độc quyền cái con này. Thì ở trên thị trường cũng có một số các loại IC gọi là IC cải 4 chân đó. Thì ở trong này nó chỉ có 4 chân thôi. Cái bộ này thì bên mình đã mốt lại cái hệ thống đánh lửa ở trong này nhằm cho nó sẽ tối ưu hơn. Là gì? Nó sẽ đánh lửa sớm, lửa mạnh hơn và kết nối một cách dễ dàng. Đối với những cái xe mà zin và các cái chân zin, đây mình có cái chân zin ở đây. Ví dụ như cái chân này chân zin, nó là chuẩn chuân này anh em nhé. Thì chỉ việc cắm vô thôi nhé. Đối với cái xe zin, ví dụ như cái xe zin xe Wenfa, thì cái IC zin của các bạn tháo ra thì anh em có cái rắc như thế này này, chỉ việc gắn vào xe như thế này là xong. Ok. Và cái dây đỏ ở đây thì anh em sẽ gắn mấy cái dây đen sau ổ khóa, thì có thể là gắn với lại cái con chớp xi nhan đó là ok, thế là xong, không phải can thiệp bất kể một cái gì cả. Thì anh em có thể là mình giữ lại con IC zin, vẫn cứ để ở trên xe và để bên cạnh đó. Đó, thì những anh em nào mà hay đi đường dài hay đi xa ấy, thì thường là người ta sẽ hay để hai con IC trên một xe, đề phòng quá trình mình đi có vấn đề bất chắc gì xảy ra thì có cái này mà cắm vào đi luôn. Đó, cái sản phẩm bên mình đây thì không phải cắt dây. Thường những cái sản phẩm trên thị trường kia nó là loại gọi là IC 4 chân, IC cải, thì nó không có cái đoạn dây này. Thì anh em lại phải cắt cái dây đỏ ở đây ra, nối vào dây đen sau ổ khóa. Đó, đây dây này là dây ở dây máy cấp lên đó, dây quận nổ cấp lên đó. Thì anh em lại phải cắt ra, xong đến lúc lại cần đầu nối và rất là mất thời gian và nó mất zin đi. Anh em chỉ việc cắm vào như thế này là xong. Đó, ok. Xe zin thì nó sẽ chia ra làm hai nhóm. Một nhóm là chân chuẩn như thế này, còn một nhóm nữa là sẽ có một cái rắc ở đây. Thì nếu như anh em đặt hàng bên mình về ấy, thì có thể là nếu mà về cắm không vừa thì anh em có thể đi mua một cái rắc như thế này. Nó chỉ có 5 đến 10 nghìn thôi. Đó, thì nếu như ví dụ như những anh em mà đi con quay S110, con IC của nó cái chân cũng giống như thế. Ở đây nó có một cái chân nhỏ ở đây, thì mình alo với mình thì mình sẽ cung cấp luôn cho anh em cái này. Về là cứ theo màu dây anh em gắn vào mấy lại con dây của cái rắc cũ kia là xong, cũng không cần phải cắt ra đâu nha. Anh em chỉ việc ghim là xong. Đó, thì cái sản phẩm bên mình là như thế, để bổ trợ cho cái việc cái xe của mình nó dễ nổ và nó hoạt động tốt và cái nước hậu nó tốt. Thì bên mình có cái sản phẩm là buji bạch kim. Ở đây thì mình có cái buji bạch kim chân dài. Đó, anh em nhìn cái đầu chấu ánh lửa ở đây nó rất là bé. Bên cạnh đó thì đây mình có buji denso. Buji denso này cũng khá là nổi tiếng trên thị trường toàn thế giới anh em nhé. Thì nó sẽ tối ưu hơn những cái buji của thằng NGK. Nó là ở trong này nó sẽ có một cái rãnh. Cái rãnh ở buji xịn này nó rất là to nhé. Đó. Và cái dòng chữ này ở cái clip trước này mình đã có cái clip này chia sẻ với anh em cái cách phân biệt cái buji zin và buji nhái.
nhái loại rẻ tiền và nhái đắt tiền. Ở đây mình sẽ có cái buji zin. Đấy, anh em có thể nhìn rõ những cái chấm chấm vào đây. Nhìn trên máy quay thì nó không rõ lắm nhưng anh em có thể nhìn rõ. Và anh em có thể là cạo vào đây cũng có thể là phân biệt được. Nếu như là buji lô thì chỗ này anh em cạo nó sẽ có sần, còn buji xịn thì chỗ này hầu như là không cảm nhận được cái mực nó in ở trên này đó. Và nó sẽ là chấm nhé, nó dùng cái chấm chấm chấm, nó chấm vào, nó bắn vào máy tính anh em ạ. Đấy, và cái chữ Denso lên rất là sắc nét nó. Đây anh em nhìn đấy ạ, đây buji Denso, cái chấu ánh lửa đấy rất là to, cái nhân ở giữa đấy nhá. Còn cái buji bạch kim thì cái chân của nó ở trong bài tí luôn đó. Cái chất liệu bạch kim này thì nó anh em cũng biết rồi, nó đắt hơn vàng. Cái này thì nó sẽ tối ưu cái phần đánh lửa, cái đầu chấu nó nhỏ thì nó sẽ đánh lửa rất là trụm mà tím. Ở cái clip lần trước ấy thì mình có test cho anh em coi và có share ảnh cho anh em coi ở trong cái kênh Facebook Kiên Motul của mình đó. Và đây là cái chân C5HSA để dành cho xe gym, xe way. Và cái chân này sẽ là dành cho xe future hoặc là way S110 đó. Thì nó là dùng gen dài, còn cái này dùng gen ngắn. Ok, thì mình sẽ giải thích thêm với một số các anh em là đã gắn những cái con ổn định điện bên mình. Thì có nhiều anh em thì thích sử dụng cái con ổn định điện này, nhưng mình cũng sẽ khuyến cáo luôn đối với các anh em khi mà mua về ấy, thì có thể là tự gắn ở nhà mà không có đồng hồ đo kiểm vôn kế, thì anh em có thể chạy qua các cái quán sửa sữa xe máy ở gần nhà ấy, bảo anh em thợ người ta đo kiểm cho cái để cái đường điện là có ok không. Nếu như đường điện không ok thì anh em có thể là alo trực tiếp với mình thì mình sẽ có cái phương án mà giải quyết cho anh em. Hoặc là đường điện mà nó lên cao quá thì anh em cũng alo với mình đó. Thì cái đường điện sẽ chuẩn ở trong cái khoảng cho phép là sẽ là từ 12V5 cho đến 16V quay đầu. Như cái những cái clip lần trước mình test đi thực tế ở trên đường cao tốc đó thì cái đường nạp của cái xe mình rất là ok. Rồi ok. Và một số anh em có thắc mắc là cái này thì cái này cực kỳ dễ lắp, thì anh em có thể là tham khảo ở cái giấy hướng dẫn ở đây. Đó. Thì những cái clip lần trước thì mình đã chia sẻ với anh em cái cách lắp này cực kỳ dễ lắp nhá. Đó. Thì nó rất là đơn giản thôi. Cái này thì nó sẽ đưa cái đường điện ra rất là hiệu quả. Anh em không phải can thiệp độ chế gì cả, không lo điện yếu của bình ắc quy hay điện khỏe bình ắc quy hay như thế nào cả. Chỉ quan trọng là cái đường máy cấp của các bạn là ok là được rồi. Đó, và kết hợp với cái bóng này rất là ok anh em nhé. Đó, thì cái clip này thì mình đã giải thích về những cái sản phẩm bên mình rồi. Thì anh em nếu như có nhu cầu muốn đặt hàng bên mình thì chỉ cần cung cấp cho mình xin họ tên, địa chỉ và số điện thoại chính xác của anh em thì mình sẽ ship hàng COD trên toàn quốc. Anh em chỉ việc nhận hàng và thanh toán tại nhà. Đó, rất là đơn giản. Còn nếu như anh em muốn tư vấn về cách lắp đặt trực tiếp lên xe hoặc có thắc mắc gì thì anh em có thể vui lòng liên hệ với mình qua Zalo, nhập cái số điện thoại của mình 0165 614 6888 hoặc Kiên SOM. Thì mình sẽ tư vấn và hỗ trợ anh em về phần kỹ thuật trực tiếp khi anh em lắp về trên xe. Trên cái kênh bán hàng của mình, trên kênh Kiên Motul người của mình hỗ trợ khách hàng rất là tốt về cái khoản đó. Mình sẽ hỗ trợ anh em lắp trực tiếp trên xe, có thể là alo hoặc là gọi điện video call có hình cho mình. Thì mình sẽ hướng dẫn trực tiếp anh em ở trên cái kênh của mình đó. Thì cái sản phẩm bên mình ấy là mình hiện tại là mình hỗ trợ khách hàng rất là tốt anh em nhé. Mình bên mình bán hàng khác hẳn với những cái kênh bán hàng khác ở trên mạng đó. Mình sẽ hỗ trợ bảo hành anh em. Nếu như mình ship cho anh A cái con ổn định điện này nó có vấn đề thì anh A có thể là liên hệ trực tiếp với mình và mình sẽ hướng dẫn anh cái cách là đổi trả bảo hành đó. Thì mình sẽ đổi trả bảo hành ngay lập tức đó. Nếu các cái sản phẩm bên mình nếu như đã mua bên mình sẽ bảo hành ngay lập tức. Thì hiện tại bây giờ bên mình là đang là độc quyền con này do Kiên Motul thiết kế. Thì có một số anh em ấy có nhìn thấy cái vỏ ở đây thì anh em bảo là cái này là cái cục kích đèn. À quên, mình xin lỗi, cái này là cái cục dơ le nhạy còi. Thì mình xin thưa với các bạn, đúng là cái cục này là cái hộp này là cái hộp của con dơ le nhạy còi. Mình mua cái hộp về, mua cái đấy về thì mình chủ yếu là mình lấy cái hộp này thôi. Còn cái nội thất ở bên trong nó là mình đã làm theo cái ý của mình đó. Hiện tại mình đang độc quyền những cái con này. Trên thị trường không bao giờ có những cái con này ngoài Kim Motul ra. Thì hiện tại thì mình đã có được 2 chi nhánh ở trong khu vực miền Nam. Thì mình đang liên hệ với người ta để nếu như người ta ok thì mình sẽ cung cấp cái địa chỉ ngay ở trên cái kênh Kim Motul này. Đó, xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi.
mình là Kim Mô Tôn. Hẹn anh em ở những cái clip tiếp theo.